trước thì có các thấy ao sen, cái lu trồng sen. Đây là cảnh ở phía trước ở ngoài nhà cổ Huỳnh Thị Lê. Mình cùng vào bên trong. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn vào nhà cổ của ông truyền thống người Việt là ba gian, bên đây một gian, hai gian, ba gian, ba cửa. Những viên gạch lát nền trong nhà này cũng nhập từ bên Pháp. Riêng cái sàn ở giữa là người Hoa cố tình thiết kế chủ để giữ tiền, đó là phong thủy. Còn bức ảnh này là thờ quan ông hay gọi là quan quân trường. Ông này là quân trường liêm binh chính trực. Còn bên đây là có thanh cửa nghỉ trưa. Lúc nghỉ trưa thì cái ánh sáng gió lùa vào ngăn trẻ em không ra ngoài. Trong thời hiện đại ở đây cửa sập bảo vệ ở trong là hai chục kiến từ 100 năm trước cho đến hôm nay. Đây mà quay ở phía sau cửa là nhà trầu kéo đó cứng nặng. Đây là bộ di văn hay gọi là cái sập ông Lê lúc đó hay nghỉ trưa trên đây. Bộ này là có tuổi thọ 100 năm. Ở trên đây là cẩn xà cừ của nó thể. Ở mỗi vòng tròn này là khắc hình tượng năm con dơi. Có rất nhiều ở chùa Dơi Sóc Trăng. Hình dáng con dơi này giống như là chữ phúc của người Hoa. Năm con dơi này có ý nghĩa là ngũ phúc, tức là năm điều tốt đẹp. Trên bộ li văn này là có 8 vòng tròn. Số 8 là chữ bát hay còn gọi là phát tài. Đối với người Hoa thì số 8 là số may mắn. Còn hai phòng ngủ này là của gia đình ông Lê. Bây giờ đưa vào du lịch thì cho khách ngủ ở đây. Với giá dịch vụ một phòng là 500.000 cho khách. Có nhiều người Hoa thì phải thích hoài niệm hoài hộ của một đêm. Rồi một số vật dụng thời ông Lê cũng trong cái tủ. Hay bên đây có tủ đựng rượu ngày xưa. Còn bên đây là bàn trang điểm hay gọi là bàn. Còn bên đây là hai cái tủ quần áo của gia đình Việt Nam. Rồi ông này giàu có sắp khách sắp để tiền bên đây. Đây là khách sắp ngày xưa, rất là đáng cho 24 tháng. Hay là những cái chứng tàu trên trí hay của nhà bên Pháp thường thấy trong trường hình ảnh. Rồi nhà giàu nữa thì làm la phong bằng gỗ, trên trần rất cao là như cứ nghĩ là nhà này một trần một lầu, chỉ có một trần thôi. Họ làm gỗ kinh nghiệm để làm nhà. Còn tổng diện tích nhà này thì rất là rộng. Là tới trên 2.000 là dạ ra phía sau đây là có thêm một phạm vi lớn nữa. Để xin vườn cả ra để xe hơi được. Nhưng mà ông Lê về bậc thân được chuẩn bị hai. Rất là chú ý với ông ông. Vì bà vợ với ông đứa hỏi với ông. Rồi cháu ông Lê không có tiền. Nên là không biết chứ sao. Nó không bằng gỗ. Rồi nhà nước có trưng dụng ở đây là không nghe. Lúc mà không nghe làm gì ở đây thì người ta chưa biết được cái này. Nhưng mà người ta chưa có phim. Rồi khi mà phim này không chiếu à, thì bắt đầu không được thu định. Giao lại cho du lịch 2006. Còn cái cục ông Lê hiến tặng cho nhà nước. Bây giờ nhà này đã không dùng được gì. Dạ, để giới thiệu ở phía sau này là có bán đặc sản đồng bằng. Đây là trà lá sen với là dương sen, an thần dễ ngủ giảm cân, hay là bánh phồng cơm sấy. Cái này trà này là
tròn thế kỷ 20. Đúng rồi. Mình đi lấy cơm nha. Thầy có đi lấy. Bình yếu. Kỷ 10. Cái này là niệm mọc nữa. Ủa đẹp gái không? Chị thấy rồi. Chị thấy. Gọi hình này chị ơi. Mình chắc là mình cùng vô xem phòng ngủ, trải nghiệm ngủ một đêm ở đây là 550.000 nha các bạn. Cái tivi này thì là bây giờ mới lắp, cửa ngõ dắt thôi là ngày xưa. Thank you.
Oui, pour le français, passez la nuit ici. 50 de l'eau à vous.
C'est le métier des voleurs qui s'est...